Xin chào, mình là Kiềm Rapper. Hôm nay mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái video về miền sông nước ở tỉnh Đồng Tháp. Thì hôm nay mình giới thiệu cho tất cả các bạn một cái video là nói về những người dân, người ta đi dân câu và những người ta đi chài. Thì đặc biệt nha, thì hôm nay mình sẽ quay một cái video này là có một người phụ nữ đang đi dân câu ngoài sông nha. Thì nếu các bạn thích thì hãy theo chân mình đi nhé. Tới đây mình đi bộ các bạn, đi bộ đang mình đi ra ngoài sông nha. Đi cái đường đây nè, cái cây rậm rạp quá. Có chiếc xe của người dân, người ta để đây sáng, người ta để đây đang chuẩn bị người ta đi chợ các bạn. Giỏ nè. Để mình tiếp cận đi vô đây một tí nha các bạn. Wow. Cái cầu này các bạn đi không? Không dám đi không? Ghê quá. Ghê quá. Không thay dính luôn. Một bình không à. Có thay dính nè. Nhiều quá. Quá nguy hiểm luôn. Xong rồi bạn ơi. Này, người dân người ta sửa sẵn đi dân câu nè các bạn ơi. Người ta đẩy xuồng ra nè. Đó, mình tiếp cận với người này nha. Còn người ta đi dân câu bằng mồi gì nha. Mình thấy không, phụ nữ là phụ nữ dân câu, thấy không, đàn ông dân câu là xưa rồi, phụ nữ dân câu nè. À, mình lại coi cái người ta đang đang chuẩn bị cái màu gì nha. Rồi giỡn mặt tin cho chị, cho em coi cái chị đó không, thấy không các bạn, thấy không đó, thấy phụ nữ người ta giờ rất là giỏi không. À, đừng có chơi phụ nữ nha. Phụ nữ ta giỏi lắm á, chứ không phải ăn chơi đâu. Đó, ta chuẩn bị con cá nè, à, cho các bạn coi nè. Đó, thấy không? Đó, cá mọt nè nè, đó thấy chưa? Giống như con cá linh, giống như cá linh gì đó, nhưng mà này không phải cá linh nha. Cái này là con cá trôi đó, nó mạnh hơn con cá linh mình nhiều.
tại vì con cá này, cá trôi này nó sức khỏe hơn, có mạnh hơn, nó nước đứng nó sống rất là mạnh nha. Còn con cá linh mình nó lên nước đứng là nó chết hết à. Rồi đấy, mình theo cái chị này mình ra coi chị móc câu nha, trả ra phân câu coi chị móc như thế nào nha. Đó, chị bơi tới cái phao rồi nha. À, chị đang phân rồi đó. Mình sẽ từ từ để tiếp cận coi chị phân ra đường cong như thế nào nha. Đó, mình tiếp cận qua chiếc xuồng của chị luôn nè. À, mình qua chiếc xuồng của chị luôn nha. Chị thấy phải khoan đường câu không? Đó. Múc rất là cực nha các bạn, chứ không phải sung sướng gì đâu nha. Múc khi giác có cá bự, còn khi không có khi lỗ mồi nữa nha các bạn. Đó, thấy đường cầu xa không? Thấy cái cầu luôn nè, thấy cái cầu Cao Lãnh luôn nè. Để mình tiếp cận một tí cô chỉ móc câu như thế nào nha các bạn. Đó, cá màu rồi nè, mạnh ghê hồn chưa. Cái này hay dính của hên rắc, có dính con cá bự, coi đang quay lên coi cái. Còn ở xa xa là mấy người dân người ta đi chài nha các bạn. Đó, nữa có dịp mình sẽ tiếp cận tới cái người chài này nha. Hôm nay mình chỉ quay ở trong đây thôi, quay với xuồng câu trước đi. Đó, người ta móc câu không? Con cá nó chạy không? Mạnh ghê không? Để mình quay vô cái đục của chỉ sáng giờ chỉ mà người có con cá nào không nha. Wow ơi, không thấy con cá nào trơn á. Ồ, xa xa có cá nữa bạn ơi. Rồi rồi, phân đi chị, phân lên đi. Dở lên nha. Ê, cá chưa? À, chưa, dính cá nè. Đó, bự rồi đó chưa. Đó. Mới dính con cá bự luôn bạn ơi. Ồ, đem con cá lội nữa nè. Chưa, hai con luôn đó. Tiếp theo quay coi cô lát coi có dính con nào nữa không nha. Cái này nó lâu lâu mới dính nha các bạn, chứ không phải dính nó liền liền đâu.
không biết cá gì. Hết dính cá bự rồi, hết rồi mọi người. Một đường câu nó chỉ dính được vài con thôi nha, chứ không có dính nhiều, hay dính nhiều rất là ngon. Chị ơi, cá kết này chị bán cân cho người ta là bao nhiêu một ký hả chị? 300 ngàn anh ơi. Ồ, thấy không các bạn? Thì nó nhỏ vậy mà nó có giá ghê hồn chưa? 300 ngàn một ký luôn đó. Nhỏ chứ có vỏ. Ở đây mình vô mình coi con cá lại, vô đục coi lại nha các bạn. Ủa nè, nè. Hơi mờ quá bạn ơi, nắng quá nó mờ, không thấy không. Rồi xong rồi, một lát mình nữa mình tiếp cận chỗ khác nữa coi, mình quay thêm coi. Các bạn ơi, đó là những người dân người ta đang đi chân câu nha các bạn, đó người ta đang móc nè, người ta đang móc câu nè. Những chiếc ghe cát các bạn, mấy ghe cát chạy khẩm quá, nguy hiểm quá. Đang móc câu đó, mình quay cận cảnh nè, ngoài sông nè. À, cái mấy chiếc ghe chạy của người ta nè các bạn, đó, người ta đang chạy nè, người ta đang chạy đi đặng nữa, người ta sẽ sang đến một cái điểm nào đó, cái người ta quăng chạy xuống người ta chạy nha các bạn, hơi xa quá. Để nữa mình tiếp cận với cái ghe chạy này nha các bạn. Để mình tiếp cận tới mấy cái anh này đang chạy nha các bạn. Các bạn, cái người ta chuẩn bị chạy nha. Người ta buông chạy xuống, người ta sẽ sang chạy nè. À, đó, thấy không? Ba người là làm được rồi. Mình đã tiếp cận được tới những người chạy rồi. Đó các bạn, đó thấy anh là chèo thích cực không? Buổi trưa này rất nắng nha các bạn, nắng chói quá các bạn, xem cái video này nó không rõ các bạn thông cảm nha, nắng quá. Một lát mình sẽ tiếp cận vô nhiều hơn một tí nữa. Cái này người ta buông chạy xuống rồi, một lát là người ta đợi khoảng chừng chút xíu là người ta sẽ kéo lên. Ở đây là sông Cao Lãnh nha các bạn, đây ta có cảnh cầu Cao Lãnh luôn. Buổi trưa hơi chói nha các bạn, hơi mờ, nhưng mà tại người dân ta đi theo chạy theo con nước, nắng cũng phải đi làm, khi mát trời là cái con nước nó đổ lại không đi làm được. Các bạn ơi, cái này người ta chuẩn bị kéo lên rồi nha, cái chài này rất là nặng, kéo hay hai người kéo mà nổi nha. Chưa mấy anh này chạy quá cực khổ luôn, chạy toát mồ hôi luôn. Đó, tới lưới rồi các bạn ơi.
Bữa hổm mình có giới thiệu đó, có cái gà chài này, bữa hổm anh nghỉ. Hôm nay mấy anh gà chài rất nắng, cái mình ra mình tiếp cận quay luôn nè. Chỉ có mấy chú cá nhỏ thôi. Cái này người ta chài nhiều lần nha các bạn, chứ không phải một lần mà có cá nhiều đâu nha. Người ta chài rất là nhiều lần. Thôi cái này chưa nắng quá, thôi mình chiếc xà lan đang kéo cái ghe, hình như là chiếc ghe nó đã bị chìm gì đó. Cái xà lan người ta cẩu kéo lên nè, mấy cẩu kéo lên nè. Cái video của mình xin tạm kết thúc rồi các bạn, tại vì cái lúc mình quay ra ngoài trời á, nắng rất là nóng, cái điện thoại mình quay không có cho quay được nữa, thì cái video mình sẽ tạm đóng lại rồi. Thì các bạn nếu mà cái video này các bạn nếu mà có thích á, thì các bạn hãy nhớ nhấn nút like và đăng ký ủng hộ kênh của mình nhé. Rồi xin chào các bạn nha.